Thưa quý vị và các bạn, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, trong tháng 2 năm 2023 thì sức mua ô tô đã bắt đầu có sự tăng trưởng trở lại sau khi giảm mạnh ở tháng đầu tiên trong năm. Và tại thành phố Cần Thơ thì thị trường cũng đã ghi nhận những tín hiệu khởi sắc. Tuy nhiên thì nhiều khó khăn liên quan đến tài chính của người dân, lãi suất ngân hàng và các chính sách hỗ trợ người mua xe cũng là một thách thức cho thị trường ô tô lấy lại đà tăng trưởng trong năm 2023 này. Theo đại diện Cần Thơ Ford, bên cạnh đáp ứng số lượng xe theo nhu cầu của khách hàng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đơn vị còn tăng cường các chương trình kích cầu mua sắm như ưu đãi trực tiếp đối với các dòng xe, giao xe tận nhà và các dịch vụ riêng sau khi mua xe. Nhờ vậy mà tính từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi tháng đơn vị cung cấp từ 70 đến 80 xe mới cho khách hàng, đặc biệt là các mẫu xe mới có thiết kế phù hợp với nhu cầu hiện nay. Tôi thấy tính năng xe bây giờ là hiện đại hơn trước rất là nhiều, giá cả hợp lý với túi tiền. Từ đây đến cuối năm thì cũng có nhiều cái khả quan. Cái thứ nhất là ví dụ mùa hè này bên Ford của chúng tôi bán rất nhiều dòng xe thương mại là Ford Transit, dường như là đơn đặt hàng là phải ký chờ, và các dòng xe còn lại như là Everest, Ranger, ông vua bán tải thì luôn dẫn đầu phân khúc. Và hơn nữa thì chúng tôi có dòng xe 5 chỗ là Territory, mùa hè này thì khách hàng gia đình rất là quan tâm. Chúng tôi nhận định là năm nay có thể là doanh số có thể gấp đôi so với năm trước. Tuy nhiên, đó không phải là tín hiệu chung của thị trường ô tô tại thành phố Cần Thơ. Bởi theo một số đơn vị kinh doanh ô tô khác, sức tiêu thụ so với cùng kỳ năm ngoái giảm đến 25%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giảm số lượng xe tiêu thụ. Trong đó có việc nhiều người tiêu dùng gặp các vướng mắc liên quan đến tài chính và vấn đề lãi suất ngân hàng thời gian qua. Thời điểm năm ngoái là cái sức mua của người dân rất là nhiều do hỗ trợ về lãi suất tốt nè, chỉ khoảng 8-9% một năm. Và thời điểm năm ngoái cũng là nhà nước hỗ trợ 50% hết chiếc bạ. Người dân mình rất là thích luôn, thậm chí là không có nhu cầu cũng phải chuyển qua thích để mua chiếc xe luôn. Rồi bây giờ thì nó rất là chật vật, rất là khó khăn, và những cái chính sách đó dường như là bị cắt giảm rồi. Thành thử ra là bên Mitsubishi Cần Thơ phải bỏ nguồn vốn ra để coi như là giảm phần lợi nhuận để tăng được cái sức mua của khách hàng. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 2 năm 2023 đạt hơn 23.000 xe các loại, tăng 33% so với tháng trước. Tuy doanh số bán ô tô cho thấy sức mua có sự tăng trưởng, nhưng nhìn chung 2 tháng đầu năm, các đơn vị thành viên VAMA tiêu thụ tổng cộng hơn 40.300 xe các loại, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với các chính sách đang được áp dụng, VAMA cũng có các văn bản kiến nghị chính phủ xem xét một số chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và kích cầu tiêu thụ ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Trong đó có chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã bác bỏ kiến nghị này. Bởi COVID-19 đã được đẩy lùi, các hoạt động kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi phát triển thì cần phải được xem xét kỹ lưỡng những đề xuất trên. Đặc biệt khi Việt Nam đã gia nhập WTO và ký kết nhiều FTA song phương, đa phương, việc đưa ra một chính sách mới cần đảm bảo sự công bằng và cam kết của Việt Nam với quốc tế là rất quan trọng.